Tập 4. Chưa gặp mỹ nữ bao giờ à? Đội mũ vào. Sư phụ, sao Trân Trân chưa tới nữa? Có phải cô lại không cho cậu ấy làm tay đua không? Không đâu. Hôm qua tôi cũng không ngờ chị ấy thấu tình đạt lý vậy. Thật ra chị ấy không trách chuyện khi xưa nữa. Không cho Trân Trân tập xe có thể là hoàn toàn là do nghĩ cho an toàn của con bé. Vậy cô lại nuốt lời à? Thế lại càng không. Hôm qua chị ấy nói với tôi, năm xưa khi Tiểu Vũ làm tay đua là lúc chị ấy hạnh phúc nhất. Có phải Tiểu Vũ lại gặp chuyện gì không? Tôi đến nhà chị ấy xin sao? Sư phụ, hay bọn em đi chung với thầy? Không cần, hai đứa tập xe trước đi. Kẻ thù. Xảy ra chuyện gì à? Mau đi đi. Tiểu Phong đến đây à? Xin lỗi. Thật ra cái tát của chị lại làm lòng tôi dễ chịu hơn. Năm năm nay, mỗi khi nhớ tới Tiểu Dũng, lòng tôi lại tràn đầy cảm giác tội lỗi. Năm đó ba chúng tôi cũng phạm sai lầm nhất thời, không ngờ làm Tiểu Vũ thành ra như vậy. Cậu nói gì? Năm xưa hại Tiểu Vũ có tận ba người. Không ai nói với chị sao? Anh Chiêu lãnh cả đội đua tôi năm đó. Còn Lục Giao là em ruột của tôi. Còn ai tin được đây? Thầy chính là kẻ thù của nhà tôi.
Chị Lục cũng vậy. Chúng tôi đã biết rồi. Năm xưa hại anh tôi là ba người. Các người đừng tới tìm tôi nữa. Tôi ghét mô tô. Tôi không muốn thấy các người nữa. Đi đi. Đi. Trần Trần đánh sư phụ à? Em tin không? Không tận mắt thấy, em sẽ không tin đâu. Ý anh là sư phụ và chị Lục năm đó đã hại anh Trần Trần sao? Chuyện này em tin không thì ít gì. Quan trọng là Trần Trần tin rồi. Hay mình đi khuyên cậu ấy đi. Tôi không muốn làm tay đua nữa. Tôi sẽ không lái mô tô nữa. Anh Kiều Triết. 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 Khuyên thì khuyên, dù gì cũng đã loạn thế, không thể loạn hơn được nữa. Anh nghĩ đi, khó khăn lắm chúng ta mới lập được đội, chờ lần sau không biết là bao giờ nữa. Anh xem em nói đúng không? Anh Kiều Triết. Anh Kiều Triết. Anh Kiều Triết. Trân Trân. Cô nói mô tô làm người ta biến thành chim. Trước đây tôi không cảm nhận được, nhưng giờ tôi thấy đây là câu hay nhất tôi từng nghe. Nhưng tôi cũng tặng cô một câu. Người từng cảm nhận cảm giác bay lượn sẽ không từ bỏ đôi cánh của mình. Tôi biết cô rất buồn, nhưng cô không nên không tin sư phụ và chị Lục, vì chúng tôi cùng một đội với cô. Tôi không phải không tin mọi người. Sư phụ, chị Lục, Cúc Lý và anh. Khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau cứ như người thân vậy. Tôi rất cảm kích mọi người. Mọi người khiến tôi trở thành một tay đua thực thụ, còn cho tôi đội đua tốt nhất. Nhưng ngoài là tay đua, tôi còn là một đứa con gái. Nếu người tốt danh nhất trên đời lại là kẻ thù của nhà anh, anh sẽ buồn cỡ nào? Cả đời này mẹ tôi rất cả tin. Tôi phải bảo vệ bà ấy. Tôi không thể để bà ấy chịu tổn thương gì nữa. Được rồi, cảm ơn anh mấy game. Giống như anh Khoái Thành nói, là mọi người làm trái tim tôi bay lên. Tôi sẽ đem trái tim này làm bất cứ chuyện gì. Mong anh tôn trọng tôi. Tôi tôn trọng cô. Nhưng cô khá Khoái Thành. Giống như cô đã nói, cô không chỉ có một trái tim làm tay đua, cô còn có một đội đua tốt. Cô thực sự nỡ từ bỏ sao?
Cô nghĩ lại đi. Sự thật sẽ chứng minh. Khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau cứ như người thân vậy. Tôi rất cảm kích mọi người. Mọi người cho tôi đội đua tốt nhất, còn khiến tôi thành một tay đua. Tôi biết đáp án rồi. Mô tô là chú chim, nó làm người ta bay được dưới đất. Cô nói mô tô làm người ta biến thành chim. Trước đây tôi không cảm nhận được, nhưng giờ tôi thấy đây là câu hay nhất tôi từng nghe. Cô nói đúng lắm. Tay đua toàn là đồ khốn, không ai đáng tin cả. Cậu biết xảy ra chuyện gì không Trân Trân? Kiều Triết vào đội của Lục Phong đã là người đứng đầu. Mình vừa nghe được tin này đã dũng cảm xông vào hiệp hội đua xe. Mình thấy tên mập kia bảo anh ấy là người đại diện, mình cho anh ấy hai lựa chọn. Cô ơi, cô biết anh ấy chọn gì không? Em nói với anh, anh ấy chọn tên mặt và Lục Phong. Anh ấy quá đáng lắm. Anh ấy không ở cùng chúng ta nữa. Anh ấy là đồ khốn. Tiểu Thần Đồng, hậu sinh khả quý mà. Không ngờ cậu là Tiểu Thần Đồng trên đường đua mô tô. Nắm bắt cơ hội cũng hơn xa người cùng tuổi. Nói không sai, thay vì nhìn về huy hoàng trong quá khứ, chi bằng tạo ra giá trị tương lai. Ông chủ Nham, chuyện tái ký hợp đồng của mình xem như bàn xong rồi nhé. Không vấn đề. Đi, dân, bên này, bên này. Phó Chủ tịch Lục, mong buổi ký hợp đồng ngày mai thuận lợi. Mong là vậy. Vậy mai gặp. Mai gặp. Tiểu Thần Đồng, tôi đánh giá cao cậu. Kiều Triết, tôi nhìn nhầm cậu rồi. Hóa ra cậu và tôi là cùng một kiểu người. Phó Chủ tịch Lục, tôi khác anh. Ít nhất tôi chưa từng hại người. Tôi biết chuyện anh Trân Trân năm đó do mình anh làm, không liên quan đến sư phụ và chị Lục. Vậy thì đã sao?
cậu chỉ là thua tôi chút thôi. Cậu biết tại sao? Cậu đã làm rồi. Mà lòng cậu vẫn bất an lo sợ không? Vì trong lòng cậu chỉ có chuyện đua xe của riêng mình. Còn lòng tôi chứa đựng cả môn thể thao mô tô Trung Quốc. Anh còn chẳng xứng làm tay đua. Tôi nhớ rằng đã nói với cậu, một tay đua trước giờ không nhờ võ mồm. Ngày mai ký hợp đồng với Nham tổng xong, lên đường đua chứng minh bản thân đi. À phải rồi, tôi nhắc nhở cậu một chuyện này. Cậu không còn cơ hội hối hận nữa đâu. Trân Trân, cậu có tin nhắn. Là tên biến thái gửi. Mình xóa nhé. Kiều Triết, tôi nhìn nhầm cậu rồi. Hóa ra cậu và tôi là một kiểu người. Tôi khác anh. Ít nhất tôi chưa từng hại người. Tôi biết chuyện anh Trân Trân năm đó do mình anh làm, không liên quan tới sư phụ và chị Lục. Vậy thì đã sao? Cậu không còn cơ hội hối hận nữa. Cậu xem, mình nói mà, anh ấy vẫn là anh Kiều Triết của mình. Anh ấy sẽ lựa chọn mình. Không ngờ anh Kiều Triết của mình đi vào hang cọp nghĩa khí ngút trời. Ngầu quá. Trân Trân, sao cậu không vui? Không được, mình phải đi cứu anh ấy. Ai? Máy game. Cậu ngốc à? Anh Kiều Triết lấy được chứng cứ rồi, cậu còn lo gì? Nhưng Lục Phong nói anh ấy không còn cơ hội hối hận là sao? Dọa anh ấy thôi. Nếu em không biết tin Kiều Triết ký hợp đồng là anh không định nói với em chuyện của bọn trẻ phải không? Giao Giao, anh lo cho em. Em có gì đâu mà lo. Bây giờ anh càng nên lo cho hai đứa bé kia. Thôi bỏ đi, chuyện tiếp sau để em xử lý. Em xử lý thế nào? Em có video quay năm đó. Cậu điên rồi sao? Sao cậu có thể làm chuyện này? Vậy tại sao anh không vào đường? Vào đường? Giờ chúng ta không xứng làm tay đua. Là do mình tôi làm, không liên quan tới anh. Ngày mai em sẽ giao nó cho hiệp hội đua xe. Anh không đồng ý. Giao Giao, giờ Tiểu Phong mất hết rồi. Anh không muốn cậu ấy cảm thấy ngay cả em gái cũng dứt bỏ cậu ấy. Chuyện này để anh xử lý.
Trân Trân, sao hai đứa tới đây? Sư phụ cũng biết tin rồi à? Hai đứa đừng sốc nổi, chuyện Kiều Tiết để tôi xử lý. Nhưng mà... Dân, Trân Trân, sư phụ bảo chúng ta đừng sốc nổi. Mình thấy cậu sợ thì có, mình không có. Nhưng cậu nghĩ đi, sư phụ lên đó giải quyết rồi, cũng có tác dụng hơn cái mũ của cậu chứ. Không chờ được nữa, lỡ sư phụ cũng thất bại thì sao? Đó là kiều tiết của cậu. Mình... Trân... Nè. Được. Hợp đồng tuyển dụng. Không được ký. Tôi đồng ý đại diện. Anh, từ nhỏ tôi đã cảm thấy anh là người cực kỳ nghiêm túc. Sao tới tầm tuổi này thì lại hài hước thế? Bây giờ đồng ý muộn quá rồi. Đây không phải là điều cậu muốn sao? Đúng là điều tôi muốn. Nhưng e là giờ Nhâm tổng không muốn nữa. Yumoto, tập đoàn cũng quyết định theo đường rẻ quá. Cũng may nhờ tiểu thần đồng nhắc nhở. Anh, e là lần này anh già thật rồi. Tôi canh hai người cả buổi rồi. Nè, đừng đánh anh đồ tể của mình. Bởi vì anh đồ tể, anh tốt bụng nhất. Đi cứu anh kiều tiết của mình. Nhờ cậu. Nhâm tổng, phó chủ tịch Lục, tôi già rồi, nhưng Kiều Chí còn trẻ. Đường của cậu ấy còn dài. Cậu ấy sẽ là một tay đua giỏi không lường được. Tôi xin hai người đừng tùy tiện hao tổn cậu ấy. Đám nhóc này mới là hy vọng thật sự của môn thể thao mô tô Trung Quốc. Tôi xin hai người. Sư phụ, thầy xin gì mà xin? Một cái mũ của em là xử hết bọn họ. Trân Trân, cô gái làm gì thế? Xã hội phát triển nha. Phải văn minh. Anh Chiêu, anh không quản đệ tử của mình à? Có tới lượt anh quản không? Trân Trân, dừng tay. Tôi ký. Trân Trân, lần này thì chúng ta có thể thi đấu trên đường đua. Nhưng chúng ta là một đội mà. Chỉ cần anh nhẹ nhàng quỳ xuống là có thể lập đội với Trân Trân. Chờ chúng ta lên đường đua, tôi sẽ thi với anh. Nhưng chúng ta là một đội mà. Sao anh còn ký hợp đồng với tên mập đó?
Khi Kiều Chiết tới tìm tôi thì đã ký với tôi hợp đồng đua xe cả đời. Không thì sao tôi lại không biết cậu lén ấn nút ghi âm sau lưng tôi chứ? Lục Phong, cậu bị ổi quá. Anh phẫn nộ là vì anh luôn không tin những ý tốt của tôi. Tôi biết anh cần thể diện, nên tôi cố ý để chứng cứ cho Kiều Triết. Thế là Trần Trần cũng trở lại. Anh có thể tiếp tục chuộc tội, còn tôi cũng tiếp tục tạo ra đội đua ngôi sao nhanh nhất Trung Quốc, vẹn cả đôi đường. Lục Phong, tôi phải dạy dỗ cậu. Tới đây, sao điên khùng mất trí vậy? Là cậu phải dạy dỗ em. Tới đây, tới đây. Là sư phụ phải quản giáo em trai. Tới đây, sư phụ, sư phụ. Sư phụ, cảm ơn thầy thời gian qua dạy em trở thành tay đua. Nhưng thầy dạy em, chẳng lẽ thầy quên rồi sao? Sư phụ, Trân Trân, vòng tròn cố định tâm đã khóa chặt trái tim tay đua của em. Hôm nay cũng mong hai người nhận lời. Cho dù em ở đâu, hai người cũng khóa chặt trái tim đội đua của chúng ta. Mấy em, Giao, Nham tổng, tôi có chứng cứ năm đó Lục Phong chủ mưu lái xe hành hung. Cậu điên rồi sao? Sao cậu có thể làm ra chuyện này? Là do mình tôi làm, không liên quan gì tới anh. Nếu tôi giao chứng cứ này cho hiệp hội đua xe, các anh có chắc chắn muốn hình tượng tập đoàn mình gắn với một đội đua có vết nhơ chứ? Lão Lục, át quy chát đi. Xin lỗi, không sao.
Ngày mai cô có tới tập xe không? Tôi... chắc có. Ờ, mai gặp. Mấy game. Cảm ơn anh. Không có gì. Không có gì mà phải làm quá vậy sao? Các anh có chắc chắn muốn hình tượng tập đoàn mình gắn với một đội đua có dứt nhơ chứ? Chuyện tài trợ để nói sao đi. Tiểu Phong, cậu làm người ta thất vọng quá. Tôi khinh. Anh Phong, tôi không làm nữa. Tôi không làm nữa. Cậu làm người ta thất vọng quá. Tôi khinh. Cậu làm người ta thất vọng quá. Trân Trân, mẹ biết tâm tư của con, nhưng chuyện của anh con được làm rõ, mẹ càng thấy sợ hơn. Con nói xem, con tập xe tốt, có tốt đi nữa ích gì chứ? Lỡ như có ai hại con nữa thì sao? Tất nhiên là con không được làm mẹ lo nữa. Trân Trân, ít con, thật ra mỗi lần lừa mẹ tao đều rất buồn. Tao biết mẹ lo gì. Thế này đi, hai ngày tao tới thăm mày một lần. Trân Trân tới rồi. Thú vị ghê. Trân Trân tới thật rồi. Sư phụ, Trân Trân tới thật rồi. Cô ơi, cháu nhớ cô quá. Sư phụ mau chạy đi. Tôi xem ai dám động đậy. Làm sao đây? Bây giờ Kiều Thiết quay về, bọn em lại có đội đua, nhưng em không đi được nữa. Chắc lúc này sư phụ đang huấn luyện.
con sai rồi. Biết sai rồi, còn không mau lên xe. Mẹ chỉ muốn bảo vệ con bình an. Nhưng bây giờ thì hay rồi. Cơ thể con chẳng bị gì hết, mà trông con bệnh nặng hơn anh con. Mẹ xin một lời đảm bảo từ sư phụ con. Anh ta cam đoan không để con gặp nguy hiểm. Mẹ biết câu này là thừa. Con cẩn thận vào. Đi thì cứ đi. Từ sau khi cứu được máy game, chị Lục lâu lắm rồi không tới thăm chúng ta. Nghe nói chị Lục với tên điên đó từ mặt nhau rồi. Lục Phong bắt nạt chị Lục Giao sao? Cúc Lý, xem biết. Thì phim thần tượng toàn diễn thế. Nhạt quá. Nè, sao lại nhạt? Nhạt cũng chưa chắc không phải chân lý. Mình nói lý lẽ với hai người. Lại đây. Hai người nghĩ thế này. Chị Lục trước giờ bị kẹp giữa anh ruột và sư phụ. Nỗi đau chị ấy phải chịu, bị cắn xé, không thua gì bị bắt nạt, bị đánh đập. Chị Lục đúng thật đã hy sinh cho chúng ta rất nhiều. Nhưng phu nhân, không phải cậu nói tình yêu là liều thuốc tốt nhất sao? Nhưng sao mình thấy với chị Lục thì lại không có tác dụng? Đó là vì liều thuốc của sư phụ chưa đủ. Hả? Sư phụ, sư phụ, đi thôi. Ừ, phải tăng liệu thế nào đây? Thì tăng giá thôi. Anh về nhà. Mình về thôi. Về nhà đi. Về nhà.
về nhà. Mình về nhà đi. Anh à, mình về nhà thôi. Mình về nhà đi anh. Về nhà có được không? Nhà ở đâu? Nhà ở đâu? Đã nói là tăng giá. Như thế này rẻ mạt quá đó. Làm gì vậy hả?